Đây là chợ Mễ nha các bạn. Chợ này chợ của người Mễ. Để vô chợ có cái gì nha. À, chợ Mễ cũng đông ghê. Sắn, cái này khoai, đồng 49 một tàu, lan. Dưa leo, này củ sắn. $0.59 một tàu. Cái này là cái giống như xương rồng mà tôi Mễ nó ăn, mình không biết ăn cái này là gì. Bắp này, xoài á, xoài này ăn sống nó mới ngon. 59 sen một trái. Dưa khô, thơm, dưa lưới. $2.19 một trái. Cái này cam nữa. Ba trái. Một đô ba trái. Cái này là apple, táo. Nó nhiều loại ha. Này 2 trái đồng 19. Này 3 trái. 3 trái đồng 19. Này 2 trái. Đấy. Còn chuối ở chợ Mễ 2 pound 1 đồng. Này đồ khô. Họ biết cái gì. Nghĩa là ớt khô quá. Đây là đồ trái cherry. $2.49. Cái này chanh vàng, chanh này nó thơm. Hai trái 88 sen. Này thịt bò xay 3.99. Wow. Này thịt gà, một cái đùi gà, cái đùi để làm sẵn rồi, đồng 38 sen. Yeah,
chân gà. Đó, chân gà này. Này cánh gà. Đây là mấy cái thịt nó ướp sẵn nè. Thịt bò, thịt đồ nó ướp sẵn nè. Número 48. Số kìa. Đây phải vô lấy số. Giờ nó kêu số kìa. Thank you.
Nè, những quầy tính tiền nữa nha. Quầy tính tiền các bạn.